cô chú hôm nay em về quê này, mà hàng xóm có cái đám cưới rất là vui, nhưng mà vừa mới bắn pháo mất rồi còn đâu. Thôi bây giờ em sẽ quay cho mọi người quay nha, vui lắm, đám cưới nha, quê đây. Oh my god, phải chạy thật nhanh. Đây cảm ơn kính mời toàn thể quý vị đại biểu, quý vị toàn khách cùng đồng hành chúc mừng, kính chào chào và hẹn khán phòng để cho các vị chúc mừng người nhất minh chứng tham dự cho cô dâu và chú rể trong chương trình lễ đón dâu của cô dâu chú rể văn kính chúc vui cho buổi chiều ngày hôm nay. Chúc chào cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều, kính chúng ta tại quý vị hiện diện chào và hẹn khán phòng và kính chúc mừng cùng minh chứng tham dự cho cô dâu và chú rể trong buổi chiều ngày hôm nay. Chúc chào cảm ơn toàn thể quý vị rất nhiều. Thôi bù cố nên không sao, này khỏe mạnh thế là con mừng rồi. Thôi mới ốm vậy hả? Bị bệnh gì? Bệnh tâm sự. Hôm xưa đi xong rồi đi xuống ruộng xong rồi là con gái thôi. Tâm sự. Mới dèo được hai chuyến ruộng thế là được nôi được hai nhát thì rúi mẹ nó xuống. Ôi giời thế ngất. Đấy đây là đột quỵ tại vừa vừa ý á. Dạ, đột quỵ. Vừa mửa vừa ý á con gái. Rồi ở đây là đột quỵ. Đột quỵ tại vườn. Đấy, tối nay đây bây giờ như này nhá. Đây đây đại đại quan tâm sự này. Bây giờ này ông bà cô chú ơi, cái trường hợp này là tự nhiên đấy. Đang đi quay phim cái tự dưng gặp thì bà cô bà bị giống như là bà gì ở xóm bà bị giống như đột quỵ đấy, vừa cảm tả các thứ ngất tại vườn. Thế là đây nhá, tí nữa sẽ có một cô ở bên Mỹ, cô có gửi con là cái tiền mà để về. À, giống như là sẽ lì xì đấy, thì gặp những trường hợp nào khó khăn đấy thì đây bà cô dư là 60 đô thì con sẽ chia ra, con sẽ gặp trường hợp nào khó khăn đấy thì con sẽ chia cho mỗi người một tí, gọi là của thơm thoa thơm thảo của bà cô ở bên Florida nha con. Cô theo dõi là cô sẽ thấy đây là người thật việc thật, con sẽ chia ra để chia cho mỗi người một tí lộc nhá cô nhá. Cảm ơn cô. Dạ đây con gái cô khẩu ạ, mà cháu gái đấy, đây con ông. Các bạn, em về Việt Nam thì được mấy ngày rồi, nhưng mà hôm nay mới rảnh rỗi để làm video thì em lưu lại những cái khoảnh khắc này. Thì hôm nay là cái lễ hóa vàng, thì tiện đây em cũng quay cho ông bà cô chú phương xa coi xem cái lễ hóa vàng ở ngoài Bắc như thế nào nhé. Thì đây là cái mâm cỗ để mà cúng gia tiên tiền tổ. Mẹ con em về được 2 ngày rồi và rất là mừng anh Bèo anh hòa nhập với lại bà con làng xóm rất là nhanh, rất là nhiệt tình luôn đấy ông bà cô chú ạ. Quay đây mẹ quay. Nào Bèo tập thể dục cho ông bà cô chú ạ. Wow, Bèo hôm nay Bèo về Việt Nam đấy, ông bà cô chú quay này. Rồi, Bèo đấy, Bèo exercise đấy. Con có biết gì? Đấy rồi, hay quá. Nào em Mẫn Nhi nào, em Mẫn Nhi đang múa nào. Nào Mẫn Nhi múa cho ông bà cô chú quay nào. Mẫn Nhi làm gì đấy? Nhảy nào mẹ xem nào nhé. Bèo đây hòa nhập với lại các bạn hàng xóm rất là nhanh, đông vui lắm. Mẫn Nhi làm gì đấy? Không nhảy nhót gì để đứng đi kia nhỉ? Chán Mẫn Nhi nhỉ? Hả? Mẫn Nhi làm gì đấy? Hả? Ừ? Cùng với lại bạn Bèo này, nàng có món gì ăn ngon thế? Xoài. À xoài hả? Ừ thì ăn đi.
Bạn nào giỏi vậy? Bạn nào quạt được trái xoài giỏi vậy? Chị à? Ô con mèo, ô con mèo đâu, béo con mèo đâu? Ừ, con mèo nó, ôi đừng đuổi nó ngại đấy, đấy nó chạy nó cắn đi. Ừ. Con ăn xoài không? Mango? Không hả? Ơ vậy hả? Cái này hay quá. Con muốn ngồi không? Try không? Ừ. Ngã đấy, đúng rồi. Ở nhà bác Khoa chơi vui quá. Có nhiều baby. Đấy, Bèo với lại Mẫn Nhi hai anh em. Úi giời, Mẫn Nhi, ui Mẫn Nhi tổ nái à. Đấy. Các bạn vui lắm, ở đây là hai bạn đang ăn xoài xanh. Bèo, úi giời, Bèo nhảy. Con em bé đâu, con em bé ngủ chưa? Ô vậy à, để đi vào trong nào. Rồi nghịch lắm đây, trời ơi. Lại ở đây thêm có thêm một bạn bé nữa. Này đấy là đông lắm, 3-4 bạn liền vui lắm. Ôm em, ui yêu em quá này. Ơi tướng em biết khe phu con. Ơ em sợ ấy, anh Bèo ơi. Để cho em vào đấy. Cẩn thận em, cẩn thận. Rồi anh đấy từ từ, em sợ nhá. Bé. Không sợ nhỉ. Không sợ, để mẹ cho, để cho dép ra, để cho. Ô Bèo ơi, no, để em này, em sợ. Bé đi đâu, bé em đi đâu hả? Bé đi đâu cô bé? Cô chưa? Đấy, rồi dọn dẹp cẩn thận lắm. Rồi đấy các bạn dọn dẹp để Su cẩn thận và các bạn chơi. Đông vui quá. Hay quá, chỗ này trung tâm trẻ em. Kia còn gã con Mỹ đang kia đang ngồi ăn kia. Đông vui quá nhỉ, đông vui quá. Rồi Bèo với em. Ừ. Không sợ. Không sợ nha, không sợ. Đấy. Về tới Việt Nam thì bên cạnh nhà Tú thì có rất là nhiều các bạn nhỏ, thành ra là Bèo hòa nhập rất là nhanh. Về tới nhà mặc dù trái mũi giờ mệt nhưng mà anh ta chạy ra đường chơi với các bạn, hòa hét đông vui lắm. Nhìn cô à? Hả? À? Yeah, em nhìn cô à? Ôi dạ ơi, hai anh em đấy. Đẩy người ta. Cái bà này cũng đang chăng lắm. Nhìn anh chơi. Ôi thế nhỉ. Ôm anh cái cho nào, tình cảm. Ui giời, thương em quá. Có đi Mỹ không? Ôm bạn anh vào. Lớn lên là anh rước đi Mỹ. Mẹ anh nhá. Ờ đúng rồi, thế xong khỏi bế cái con chân chắc này. Bế anh nhá. Bế em nhá. Xong rồi thử liếm. Bèo thế vậy cũng mòn men đến xin một bạn lớn nhất đấy. À Cạch ơi, cho anh trai với Cạch. Kìa. Ơn ít đồ bịt thôi con, một ít thôi. Nói với thằng gấu hai thằng ăn cay suốt á, ăn nhiều lắm. Cho Bèo mượn thôi, tí Bèo trả, Bèo không chơi mấy cái này đâu, Bèo chơi ô tô kìa. Có muốn chơi không? Cho mượn đấy, mượn đi tí trả bạn. Để cho em đi con. Dạ, trả gấu cho em. À. Ôi giỏi quá, Hoàn Hư, em giỏi quá. Xóm của nhà Tú thì là rất đông con nít, thành ra là lúc nào cũng nhộn nhịp đông vui, tiếng trẻ con nô đùa, khúc khích. Cô chú anh chị các bạn, hôm nay em sẽ đi phiên chợ quê. Đấy, buổi sáng sớm thôi nha. Chợ sáng. Đội cái mũ này không, vẫn còn lạnh lắm. Thời tiết bây giờ là mặc dù mặc áo cộc tay này. Đấy, nhưng mà vẫn còn lạnh, em phải đội cái mũ. Tiếp luôn.
trực tiếp bà con ơi. Quê nhà mình, quê này buổi sáng ở đây chỉ có gặp chợ buổi sáng bà nhỉ, buổi chiều ở dưới kia. Đây đây là rau. Bà tròn. À, bà chào bà tròn. À, bà tròn bạn Đồng Luân, à, nên YouTube ngay. Quần áo này. Quần áo với bà già bán hàng. Bà người quen cả. À, mình phải mua rau thơm bà nhỉ, mua trứng vịt lộn. À, bà Cúc đâu, tí mua rau thơm cho bà Cúc. Đây, trứng vịt lộn. Ăn không ngao để luôn. Ngao thì bây giờ gia đình đi du lịch thì không có ai ở nhà, nên mua trứng vịt lộn. Vâng. Mua hai quả chưa, 20 quả nhá. Cái trứng cút này là cái gì ạ? Rau mùi á, rau mùi thì mua cho bà hết. À rau rau vàng cho em cháu cho. Dạ. À chị gì khỏe không? Dạ tí con mua ủng hộ cho cứ yên tâm mà cứ mua hết. Vâng, mỗi người một thế, chị khỏe không? Khỏe lắm nhỉ. Thế đi bác đi đâu ra đây? Đi chợ nhỉ? Ở dưới người ba. Ơ hay quá, lại có giúp. Đây bên này nè. Vâng. Quê nhà mình này. Út của bà Diệp. Dạ, út. Út của bà Diệp đấy. Dạ, dạ. Mai rồi đem theo tôi lúc nào chẳng bà sang bên đấy bảo người ta. Vâng. Dạ. Hôm nào đi về. Thì em mà tuần nữa em đi rồi. Thế chứ không về. Cháu không về được. Thế tốt. Vâng, vâng. Đây quay chợ quê. À dân chơi vào bán thêm tí đâu. Con vào con mua. Thưa bà cho nó đầy vào đấy. Đi vào chỗ ngồi. Rồi cho thằng này nó chạy xe. Rồi đi vào đây. Này cho em một mớ rau cần. Cho cháu. À cho cháu à. Có biết gì không phải giải thích của họ hàng cho em. Bà đấy bằng vai bà Diệp. Vậy à. Vai bằng vai. Một cái này với lại hai cái chứ nhỉ, chứ này ăn hai cái bao tiền đi. Vai bằng vai bà Diệp. Rồi. Bằng vai bà Diệp. À rau mùi thì mua của Harry Cup. Thôi rau mùi phải mua bà. Rau mùi mua của cả bà Cúp rồi. Mua của bà rau này. Mua mỗi người một tí. Mấy tiền. 5.000 rồi ok. Thôi rau răm bên kia lại mua của bà trứng rồi. Lần tuổi chị bắt bún mà. Bún mấy đồng? Bún có 10. Thế mời chị đi ăn bún ngay. Để cho mày. Đấy đi ăn bún đi. Đã chết 10 đồng rồi. Tí này em gái là chị làm. Được chưa? Rồi là con. Rau cải ngon lắm. Không con ăn cái rau này trước. Tại vì nhiều rau quá ăn này tẩu hóa nhập ma. Cảm ơn bà. Anh ngâm đi. À, có tiền chưa để con gửi tiền chưa? Đây, rồi. Chờ để ra rồi xin tí con gửi tiền cho bà. Trống cơm ấy, hay quá. Wow, đeo trống cơm. Cơm là có cơm mà có. Ơi, quá. 50.000 tiền rau thơm. Sống phạt đấy. Cá, quê cua. À, ơ Hiền à? Dạ bố bà Hiền vào đây. Không, tí nó đi sang kia không ai ăn uống gì, thằng đấy nó không ăn cua. Để thôi bữa khác mình về mình lại ăn cua sau. Để chiều nay đi chơi. Quá món gì đấy? Đây, con bạn bán cá này, lại ủng hộ này. Mày các. Đâu, bây giờ ăn gì đây? Nhưng mà tí đi sang nhà Thu rồi. Thế không có về trứng à? Ra ngoài chợ buổi sáng mọi người mời mua cái này mua cái kia. Mà thực ra thì lại mua nhiều quá thì lại cũng không có chỗ để mà ăn thì cũng không hết. Thế là cứ lác đác mua giúp mỗi người một tí, ủng hộ cho nó vui. Đấy, phiên chợ quê nhà em là như vậy đấy đó ông bà cô chú ơi. Buổi sáng sớm mọi người dậy rất là sớm, xong ra ngoài chợ mua đồ, mua rau, mua cá, mua đồ ăn. Phiên chợ quê buổi sáng rất là rôm rả, tấp nập đông vui. Trở về gặp lại anh em hàng xóm láng giềng, mỗi người hỏi thăm một câu.
rất là vui và cảm động. Chết đi luôn. Chết chết đi luôn. Người ta đang quay để người ta ủng hộ cạnh nhau. Ê, ôi, đấy cái họ này là phải ủng hộ mạnh. À đây bà gì đây, bà bé phải không? Bà bé qua còn nhớ nhá, bà bé. Vâng. Dạ, chuối này, ôi giời, chuối để con ra. Quá trời chuối. Chuối. Nam em về bao giờ? À em về được 2-3 ngày rồi. À thế này. Rồi mới đi theo mẹ mới đi chợ. Để con tranh thì con đi quay phim. Đấy. Bán chuối. Ở đây các chợ phiên chợ san sát nhau, các bà trồng được chuối ra ngoài vườn. Ra ngoài chợ bán. Mà đông vui tấp lập lắm. Đấy nhá. Ai có gì thì bán đấy, ở trong nhà có thứ gì thì mang ra bán từ đó, vui lắm. Đây bên này bán thịt này. Bán thịt, bán cá. Thời tiết mát mẻ lắm. Đây quầy thịt. Quầy thịt đấy, còn đây hoa. À không, con không ăn. Trời ơi, tí đi chơi rồi còn ăn uống gì nữa. Bà ở nhà nhiều đồ ăn lắm rồi, thịt theo nhiều thứ. Biết bán nào không? Bán nào? Nhưng mà quen lắm, ở đông trên đúng không? Đấy, nhưng mà không nhớ tên thôi. Ai cũng đấy. Đi. Khoai. Đây khoai. Đúng rồi bà. Cái này mới là hot đây này. Bên đây không có gì đâu. Và ông Diễn phải không? Không phải. Ai đây? À chị Huyền. Đeo khẩu trang cho nên phải giới thiệu. Không, chị Huyền nhà mình gọi đẹp gái. Đeo khẩu trang cho nên phải giới thiệu. Em về được 2 ngày. Mới về 2 ngày cũng bà hả? Vâng. Hôm nào đi? Chắc là tuần cuối tuần em đi Sài Gòn xong rồi đi Đài Loan chơi mấy bữa nữa rồi mới đi. Đi sang cô Khuyên. Rồi. Vâng. Đóng đồ bên đấy. Dạ. Không, mát lắm. Khác tên nào? Ở bên đấy nó lạnh hơn nhiều. Đây không. Dạ, đây không vấn đề gì. Mát mẻ. Nói với lại kiểu cách ý như bà Diệp. Cho gọi đi, cho quay đi. Đây. Lại làm một tour. Úi bà con. Nói thật là mua hết rồi bác ạ. Dạ. Làm cân táo đi. Mua táo ăn không bà? Cho một cân táo, bà chọn loại hiện đại nhất cho con. Ngọt lắm. Loại trái to nhỉ. Đây, bà con ơi, táo này là Giant này. Giant Thái này. Bự lắm. Đây. Có 6-7 quả nó được cân thôi. Ô vậy à? 6-7 quả nó được 1 cân. Làm 2 cân đi. Làm 2 cân đi, đúng rồi. Quả này. 2 cân. Bà cứ nhặt quả nào già cho con nhé. Đấy, nhặt quả nào già cho con ăn ngon. Cái này là Bà cái này bà tự trồng hay bà lấy ở đâu về bà bán? Ồ, hay quá, thì được. Đấy, bà tự trồng, bà tự cung cấp về. Bà mới có nời chứ, của nhà trồng được. Cây nhà lá vườn đấy. Buộc vào nó mới chuẩn. Không có nắp nha, nó như người có khả năng là thiệt. Ở bên này thì bác này bán rau. Bán rau với này bán trứng. Là bao tiền đây, con giữ tiền cho. Bao tiền? Đây 40.000 đây. Này bà ơi, 40.000 mồm này bà. Đấy, cho con rút cho con nhanh. Đây nhà nó đầy tiền. Đấy, tiền nè. Đúng rồi. Thôi, cảm ơn bà. Các bạn nhỏ đi học. Các bạn nhỏ đi học. Đấy, bạn nào giống y mình ngày xưa cầm lắm cái xô rồi vừa đi vậy. Bà ơi. Cái gì đây? Ôi giời ơi, lại còn được cái món gì đây? Sao nhiều thế? Cảm ơn con gái nha. Bài bà nhá, con đi đây. Bà cho ăn này. Rau con mua nhiều rồi bà ơi. Thế để tí gọi bố này ủng hộ. Mấy đồng? 4.000 à? Đây. Đấy, quay về cho bố xem đấy. Ủng hộ bà hẳn 10.000, bà lại nhét thêm mớ rau nữa. Đây con rách cái này. Cái này hơi nặng đấy. Đấy, sáng ra hai bà cháu. Bà nhi, bà khỏe không? Bà khỏe rồi. Vậy á? Thôi hôm nay con rảnh con sang chơi. Con phải đi mua đồ ăn. Đây mẹ bà các bạn nhỏ đây. Hết đi.
Mợ Nhi, cậu Nhi. À mợ, con mới về. Vâng, bọn kia khỏe không? Xong chưa? Vâng, thế con đi về đi. Dạ. Vâng, con đi về. Cũng xong rồi, hôm thứ bảy. Vâng, giờ đi chợ với mợ. Con về được một tuần. Con đi lung tung lắm. Vâng. Dạ. Quanh chợ một lúc là xong xuôi, mua được một đống đồ. Đấy. Bà đi được mua được bà. Một xe. Dạ. Yeah. Và trong mình đội cái quả mũ màu nâu này giống như là ni theo cô ni ở trên chùa đấy, màu nâu, mà cái là có hai con gấu. À bà đi hắn, bà lượn hơi ác đấy. Đây, hắn lại đọc. Đây con đường làng ngày nào gập gà gập gành, gọi là 10 năm không ai dám đi qua, bây giờ sửa sang lại được rồi. Đúng rồi, giờ làm đấy. Đẹp rồi. Giờ làm lại đẹp mà. Đúng. Hai bên đường là cây phượng hay cây gì bà biết không? Đây là đón khách Mỹ, cây phượng. Cây phượng. Wow, thế này năm sau nó là cây phượng ra hoa thôi. Đấy, trồng cây là phải trồng những cái cây to như thế này là ra hoa ra trái ngay. Còn trồng cây bé tí thì đến đời nào mới có hoa. Cây như thế này mà nhỉ. Vâng. À, họ đem về họ trồng. À, ngoài đường, à, ngoài à, chỗ à, Kiến Thụy ra Hải Phòng đấy, trời ơi, nó nảy đẹp lắm. Vậy à bà? Đấy, nó cũng giống như này. Vâng, đúng rồi. Nó nảy giống năm ngoái, năm dạ, xưa, dạ. Năm xưa. Bây giờ quê hương đẹp. Là nó nảy đẹp lắm. Đấy, đấy à. Hai bên là đi ruộng cấy này bà con này. Đấy, đấy. Ông Tem quê nhà đang thể dục. Ai đây, ông Tem dân chơi đang tập thể dục trực tiếp luôn. Đấy, các cụ bây giờ hiện đại lắm. Đi chậm chậm. Vâng, con đang quay rồi, quay ông cho mình luôn. Ừ. Ông đang đi thể dục. Gửi đâu đấy? Con gửi sang Mỹ. Và con Mỹ này mai mà yêu cầu cho ông sang đấy là ông phải đi đấy. Vâng, dạ. Đấy, đây. Đây bà ông đây đang ở. Ai, bà vẫn đẹp gái như ngày xưa. Đấy, bà đấy. Quê ta. Hôm nào về đi bộ một vòng đi ra đây chơi. Đường làng đây sạch sẽ đẹp. Đi đường D nhá. Đi đường D cũng được mà đi đường làng tùy ý bà. Thuốc nào quê em này? À, quê hương của tôi ngày xưa. Hai bên là toàn bụi tre rồi là cái gì đây? Bây giờ không còn ok, không biết đấy. Thời tiết mát mẻ lắm, không lạnh. Đấy, đấy. Là đấu. Ồ, đường này đường cao tốc luôn đấy. Đường này đường highway không phải là cao tốc, nhưng mà ô nó có cả biển báo cái thứ hết đấy. Đây này, đấy ngon lành lắm. Quê nhà em bây giờ là được khai sáng rồi, được cột điện, rồi dân nghèo rồi hết rồi. Đây này, cây đa bến nước sân đình là có luôn đấy. Cây đa bến nước sân đình ở bên trên là đình với chùa. Đồng bên này đầm nuôi tôm này đấy, đồng nuôi tôm, nuôi tôm nuôi cua này. Đang cái tàu kia, con trông tàu cao tốc này. Đây con thấy rồi. Cầu mới đấy, cầu đấy gọi là cầu cửa biển Tân Úc. Cửa biển Tân Úc đây, quay Vườn Thuốc nhà bà nhà. Vườn Thuốc quê em, Thuốc Lào. Bên cạnh là nhà bà ông cậu, còn bên cạnh là nhà em. Mọi mái màu xanh nè kia, blue. Đường ở đây là làm được cao tốc hết rồi. Rồi, ok rồi. Quê hương tôi có con sông xanh biếc, nước gương trong soi tắt những hàng tre. Bà làm thơ này chị, này đây ao này. Tâm hồn tôi là một buổi trưa hè. Đấy, về quê rồi. Dòng sông lấp lánh. Chạy thẳng vào đây luộc rau ăn một trứng luôn. Tháng, đây, về nhà rồi. Trôi. Là về bà bên đấy bà xử lý em đấy luôn nhá. Bà xử lý luôn. Táo rồi lại gì đấy. Rau hả? Rau thì không biết bác Diễm hôm nay có xào rau không, thì chia hai nhà mỗi người mớ. Thì mang về bên đây. Ấy đi rồi nè, đây mớ đây. Có cả rau ấy nữa đây mà. Vâng, có cả rau rau cần đấy, cháu mua hai mớ. Video đến đây là kết thúc. Hẹn ông bà cô chú tại video tiếp theo. Ai thấy vui, thấy hay thì cho em xin một like và một subscribe để có tinh thần làm thêm những video tiếp theo. Thank you for watching. Bye bye.